Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ngày 26 tháng 6, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 6 năm 2014. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông báo về tình hình kinh tế xã hội nổi bật của cả nước, của tỉnh Thái Nguyên và Đảng bộ khối trong 5 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ chủ yếu trong những tháng còn lại của năm 2014, thông tin về kết quả hội nghị Trung ương 9 khóa 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các hướng dẫn tuyên truyền một số điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 và kết quả hội thi báo cáo viên giỏi năm 2014 của Đảng bộ khối cũng được truyền tải đến các báo cáo viên. Các nội dung về công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm cũng được hoàn thành tương đối hoàn thiện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp Thái Nguyên sẽ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh Thái Nguyên, triển khai tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc diễn ra trong những tháng cuối năm. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo của Đảng ủy khối chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2014. Với 12 đơn vị thành viên, trong 6 tháng đầu năm 2014, khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp đã có nhiều hoạt động thi đua thiết thực. Với đặc thù, hoạt động của mỗi hội khác nhau, nhưng 6 tháng đầu năm, các hội trong khối thi đua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các thành viên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực, tiêu biểu như hội đông y khám chữa bệnh cho gần 290.000 lượt người bệnh, trong đó khám chữa bệnh từ thiện cho gần 13.000 lượt bệnh nhân. Hội nhà báo kết nạp 84 hội viên, phát động phong trào thi đua sáng tác và có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí chất lượng cao. Các hội viên thuộc Liên chi hội Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có nhiều chương trình truyền hình lớn, gây hiệu ứng xã hội tốt, đặc biệt là tuyên truyền về biển đảo và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các hội khác với đặc thù nhiệm vụ của mình cũng đã làm được nhiều việc ý nghĩa. Hội văn học nghệ thuật tổ chức các cuộc thi sáng tác, Hội chữ thập đỏ làm tốt công tác cứu trợ, hỗ trợ xã hội, tuyên truyền hiến máu nhân đạo, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất độc da cam cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các hội viên với hàng trăm suất quà tặng. 23 ngôi nhà rột nát được xóa bỏ với trị giá hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng trên một nhà. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, phát triển kinh tế từ sinh vật cảnh, từ làm vườn đều được đẩy mạnh và phát triển. Nhiều ý kiến thảo luận được đưa ra tại hội nghị, đóng góp cho nội dung báo cáo và phương hướng hoạt động thi đua 6 tháng cuối năm. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội làm vườn và Hội nhà báo đã tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực cho 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Võ Nhai. Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam, gia đình là hai tiếng thiêng liêng, bởi đó là tổ ấm yêu thương của mỗi người. Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, những người không có bố mẹ và là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt. Gia đình là tế bào, là hạt nhân của xã hội. Gia đình có đầm ấm hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh phát triển. Mời quý vị và các bạn đến với một trong 28 gia đình tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên qua phóng sự sau. Gia đình anh Kính, một trong 28 gia đình tiêu biểu được tuyên dương trong liên hoan trẻ em với gia đình thành phố Thái Nguyên năm 2014. Những ngày sau liên hoan, gia đình anh vẫn luôn rộn ràng tiếng cười nói, những lời chúc mừng của bà con chòm xóm. Xóm Ngân, xã Lương Sơn, một xã thuần nông, vùng ven của thành phố Thái Nguyên. Việc một gia đình có tiết mục được biểu diễn trên sóng truyền hình, được thành phố tuyên dương là một niềm vinh dự không chỉ với gia đình mà với cả hàng xóm láng giềng. Cũng tự hào là một gia đình cùng xóm mà lại được lên mùa tuyến thế này là nó hiếm có lắm. Dù rằng là mà trước kia này các cụ bảo nên là đẻ con hay con gái, nhưng mà xác định của anh Kính và gia đình là chỉ đẻ hai đứa thôi, và con gái hay con trai cũng một, nên cái tình cảm rất là quý. Đấy. Ai ai cũng mến. Hai con gái nhà anh Kính đều là những con ngoan trò giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Con gái lớn đã từng đạt giải nhất hội thi kể chuyện theo sách cấp thành phố, giải ba cấp tỉnh. Xóm Ngân vẫn mang nhiều nét sinh hoạt của làng quê Việt, sinh sống quần tụ, có khi tính ra cả làng đều có quan hệ họ hàng cả xa cả gần. Mọi người sống quan tâm, để ý đến nhau. Những gia đình hạnh phúc, sống tốt, con cháu ngoan ngoãn, giỏi giang đều được tuyên dương, được noi gương học tập. Và những gia đình như gia đình anh Kính sẽ lấy đó làm động lực để giữ gìn, vun vén hạnh phúc gia đình. Kinh nghiệm giữ lửa hạnh phúc, chăm sóc nuôi dưỡng con cái của mình, anh Kính cũng luôn sẵn sàng chia sẻ. Gia đình tôi cũng về kinh tế thì cũng luôn bảo ban nhau làm ăn, về làm gương cho các cháu học tập. Thế và khi vợ tôi có thể có những lúc đi làm vắng nhà thì
các cháu đi học về muộn thì bữa cơm trong gia đình thì tôi cũng là người có thể là nấu những cái bữa cơm đấy, và khi cả gia đình về thì trong bữa cơm gia đình thì cũng là một cái lúc mà gia đình được sum họp, thì có thể là vợ chồng con cái tôi cũng chuyện trò với nhau, tâm sự với nhau bằng những cái nguồn động viên, và tôi cũng thường hay đổi nấu các món ăn để cho nó phù hợp với sức khỏe của các cháu, là một cái dinh dưỡng và những cái theo cái khẩu vị sở thích của các cháu, để là đó là cái nguồn động viên để cho các cháu có một cái sức khỏe để học hành và phát triển về sau này. Là một xã thuần nông, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, cho con ăn học, nuôi dưỡng, đầu tư, hướng và phát triển tài năng nghệ thuật cho con không phải gia đình nào cũng nghĩ tới và cũng có thể làm được. Việc tiết mục của gia đình anh Kính được lựa chọn là một trong 4 tiết mục biểu diễn trong liên hoan, được tuyên dương là vinh dự, là điểm sáng của cả xã Lương Sơn. Đối với thị xã nông nghiệp, chủ yếu là nhân dân với sản xuất nông nghiệp, địa bàn xã thì rộng, đời sống của nhân dân thì cũng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cái nhận thức của nhân dân thì cũng vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên thì coi như là với những cái thuận lợi khó khăn như vậy thì đảng bộ, chính quyền cũng đã coi như là chỉ đạo tốt và các cái ban ngành phối hợp tổ chức thực hiện, thì cái kết quả coi như là xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2013, cái số hộ gia đình đạt hộ gia đình văn hóa là 2.616 hộ trên tổng số 2.940 hộ của xã, sấp xỉ 90%. Thì đối với thì coi như là gia đình ông Kính ở xóm Ngân thì là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của xã, chúng tôi đã lựa chọn để đề nghị thành phố coi như tuyên dương. Xã hội ngày càng phát triển, quỹ thời gian dành cho gia đình ngày một hạn hẹp, sống chậm lại một chút để ý tới nguyện vọng và tài năng của con trẻ, nhìn vào một bữa cơm gia đình đầm ấm để cảm nhận hết hạnh phúc giản đơn, mái ấm gia đình là điều mọi người nên làm và cần làm, bởi gia đình là những viên gạch xây nên tòa lâu đài cho xã hội, là chốn bình yên cho mỗi người trở về. Vừa qua, Sở Tài chính Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Khai thác Dữ liệu Quốc gia về Tài sản Nhà nước thuộc Cục Quản lý Công sản tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao phần mềm quản lý tài sản nhà nước đợt 1 cho hơn 30 học viên là cán bộ các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia tập huấn, các học viên đã được nghe đại diện Sở Tài chính giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý tài sản nhà nước, cách nhập dữ liệu phần mềm phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành như các danh mục tài sản, các chỉ tiêu về hao mòn, khấu hao tài sản. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn cách khai thác, quản trị dữ liệu phần mềm từ cấp tỉnh đến cấp xã và thực hành cách cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý tài sản nhà nước. Phần mềm quản lý tài sản là công cụ giúp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản cố định và dụng cụ đã được đầu tư mua sắm theo quy định, đồng thời nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của huyện, giúp cho các học viên hiểu, nắm rõ và thực hiện đúng luật quản lý tài sản nhà nước, giúp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản cố định đã được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước. Ngày 26 tháng 6, Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống ngô lai HT818 và HT119 tại địa bàn xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Mô hình trình diễn giống ngô lai HT818 và HT119 được thực hiện trên diện tích 1 hectare với 5 hộ nông dân tham gia. Qua đánh giá cho thấy, giống ngô HT818 và HT119 có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 115 đến 125 ngày, sinh trưởng khỏe, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn cao, sinh trưởng và phát triển tốt trên đất soi bãi, đất canh tác và có thể trồng với mật độ cao, phù hợp được với nhiều vụ trong năm. Năng suất đạt từ 82 đến 83 tạ trên 1 hectare, cao hơn so với ruộng đối chứng khoảng 10 tạ trên 1 hectare. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo bà con nên đưa giống ngô HT818 và HT119 vào sản xuất đại trà trong các vụ tới để tăng năng suất, bổ sung cơ cấu giống cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong những năm gần đây, huyện Định Hóa đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức nhiều dự án, mô hình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện lao động cho người nông dân.
Trong giai đoạn 2012-2014, huyện Định Hóa phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên tổ chức xây dựng mô hình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với 4 loại máy móc chính như máy làm đất đa năng, máy làm cỏ, bón phân, máy gieo hạt. Gần 30 chiếc máy cơ giới đã được trao cho trên 40 hộ thuộc hai xã Tân Dương và Trung Lương. Đến nay, sau 2 năm thực hiện, nhiều hộ đã tăng thêm thu nhập, từng bước tiếp cận với các loại máy móc tiên tiến, góp phần thay đổi thói quen trong sản xuất nông nghiệp của bà con trên địa bàn. Những thiết bị máy móc trên không những thuận tiện cho việc làm đất, gieo hạt, làm cỏ tại những diện tích ruộng nhỏ, đất gò đồi thấp, mà còn góp phần đưa năng suất tăng gấp nhiều lần so với lao động thủ công, nên giúp nông dân tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm thời gian, chủ động thực hiện theo thời vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu là vấn đề về vốn mua máy móc. Đa số người dân đều có thu nhập thấp. Nếu không có sự hỗ trợ đối ứng thì người dân khó có thể sở hữu được những thiết bị máy móc nông nghiệp hiện đại.